Xin chào các bạn. Như các bạn cũng đã biết về xích công nghiệp của chúng ta thì nó được ứng dụng rất nhiều vào trong các máy móc cũng như là cái ngành công nghiệp khác nhau. Vậy thì sẽ có những cái môi trường rất là đặc biệt, xích của chúng ta nó sẽ hoạt động ở trong những cái môi trường như vậy. Có những cái môi trường nó có tính chất ăn mòn rất là cao, vậy thì xích của chúng ta nó cũng sẽ có nhiều loại khác nhau để đảm bảo được nó vận hành tốt ở trong những cái môi trường như vậy. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về hai cái loại xích được sử dụng cho hai cái môi trường khác nhau, hai cái môi trường phổ biến. Và trước khi đi vào video thì mời các bạn cùng xem qua. Hiện tại, Đại Kinh Bắc là đơn vị đang cung cấp các loại xích công nghiệp với nhiều chủng loại và tiêu chuẩn khác nhau trong ngành công nghiệp. Nếu các bạn quan tâm thì mình có để đường link ở bên dưới video các bạn á. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi vào chủ đề ngày hôm nay. Thì ở đây mình đang có một cái dòng xích DBC các bạn ha. Đây là một thương hiệu xích đến từ nhà sản xuất Dongbochen, Hàn Quốc các bạn ha. Này, các bạn thấy với cái sản phẩm của DBC thì nó sẽ có cái kiểu dáng đóng gói, quy cách đóng gói như thế này. Và đây là một hộp xích 40. Đây là một xích một dãy các bạn. Và bên trong thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái lớp ni lông phủ lại xích. Và xích đã được bôi trơn sẵn. Nó giống như một phần quà vậy đó các bạn. Và đây nó có một cái chốt xích cho chúng ta ha. Có một số nhà sản xuất xích thì họ khi mà họ một cái hộp xích, một cái quy cách như thế này thì họ nối cái xích lại luôn. Họ nối hai đầu lại luôn. Về chúng ta sẽ mở ra. Nhưng mà ở đây thì DBC họ làm khác biệt đi là để riêng cho chúng ta ra bên ngoài. Và cái xích thì sẽ bỏ vào bên trong. Đây, sợi này là 3 mét các bạn. Rồi, thì đây là một sợi xích thép các bạn, một dạng xích có cái hộp kim thép. Thì với cái hộp kim thép này, xích này của chúng ta thì nó sẽ không có mạ lên một cái lớp gì hết. Nó sẽ sử dụng ở một cái môi trường bình thường. Vậy thì với cái môi trường mà có tính chất mà ăn mòn cao các bạn, thì chúng ta phải sử dụng một loại xích khác, đó là xích inox. Đây là một cái sản phẩm xích inox của chúng ta. Nó như thế này. Và đây là quy cách đóng gói của nó. Và xích mình đã chuẩn bị sẵn bên ngoài. Thì các bạn thấy nha. Nó cũng là một dạng sợi 3 mét thôi. Vậy thì các bạn sẽ thấy được là với những cái môi trường có cái tính chất ăn mòn cao, thì chúng ta phải sử dụng một cái dạng xích đặc biệt như thế này. Thì các bạn thấy là với xích inox và tính chất của inox các bạn, thì cái khả năng oxy hóa và cái bị ăn mòn nó sẽ thấp hơn so với những cái dòng xích thép như thế này. Và ngoài ra nó vẫn có một cái dòng xích là đó là mạ niken các bạn. Nhưng mà hiện tại ở đây mình không có ha. Mình có hai cái loại xích, một là loại xích inox và một dạng xích tiêu chuẩn. Thì với tiêu xích tiêu chuẩn của chúng ta thì nó sẽ sử dụng ở những cái môi trường hoạt động bình thường. Và cái điều kiện làm việc của nó thì chúng ta phải đảm bảo được cái xích như thế này. Đây là xích DBC thì nó sẽ được bảo trì, bảo dưỡng và bôi trơn định kỳ. Để nó sẽ giúp cho cái sợi xích của chúng ta nó có cái tuổi thọ cao hơn. Còn với xích đặc biệt như xích inox như thế này, thì khi mà nó sử dụng ở những cái môi trường có tính chất ăn mòn, các bạn sẽ thấy một số lĩnh vực sản xuất về y tế hoặc là dây chuyền thực phẩm và nước đóng chai vân vân. Thì những cái môi trường như vậy thì nó có tính chất ăn mòn khá là cao, thì chúng ta nên sử dụng một cái loại xích dạng inox như thế này hoặc là có mạ niken. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về hai cái loại xích khác nhau được ứng dụng vào những cái môi trường khác nhau. Vậy thì khi các bạn sản xuất hay lắp đặt cho những cái môi trường mình vừa kể ở trên, thì các bạn nên chọn một cái loại xích nó có cái cấu trúc phù hợp để đảm bảo được nó sẽ hoạt động tốt hơn. Và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.